Giây phút nào cũng hưởng thụ. Tuổi trẻ là không sống lẻ tẻ, luôn luôn tươi khỏe và luôn trẻ. Đi tắm và chơi beach volleyball. Phượng rơi, ve kêu và đặc biệt là sẽ được mặc những bộ váy rất là xinh. Nhảy trong mưa. Trưa trưa nắng chạy bộ. Nếu một ngày không được làm việc thì mình sẽ ngủ nguyên ngày và có thể ăn nguyên ngày. Ra sông và sáng tác bài và nhảy nhót.